Trong khuôn khổ thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8, sau khi kết thúc 2 ngày thi đấu nội dung cá nhân nam và nữ của bộ môn golf, sáng ngày 30 tháng 11, các vận động viên đại diện các đoàn chính thức bước vào vòng tứ kết đồng đội. Đầu ngày trước giờ tee time, các vận động viên tham gia đã có màn khởi động và ban tổ chức có làm nghi thức bốc thăm giữa đoàn Bình Định và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để tìm xem đoàn nào sẽ thi đấu với đoàn Bà Rịa Vũng Tàu và đoàn Hải Phòng. Bước vào vòng tứ kết nữ, ở bảng tứ kết nữ 1, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu gặp đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, bảng tứ kết nữ 2, đoàn Bình Dương gặp đoàn Lạng Sơn. Tại bảng tứ kết nam 1, đoàn Hà Nội gặp đoàn Nghệ An, bảng tứ kết nam 2, đoàn Bắc Ninh gặp đoàn Thanh Hóa, bảng tứ kết 3, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh gặp đoàn Bà Rịa Vũng Tàu và đoàn Bình Định gặp đoàn Hải Phòng. Tại vòng tứ kết, chúng ta vẫn thấy những gương mặt sáng giá như vận động viên Trần Lê Duy Nhất, hiện đang giữ huy chương vàng nội dung cá nhân nam, Doãn Văn Định của đoàn Bắc Ninh hay Đặng Quang Anh của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Hữu Giang của đoàn Bình Định là nhà đương kim vô địch của giải PPG Tour 2018 vừa tổ chức vào tháng 10 vừa qua. Kết quả vòng tứ kết, kết quả chung cuộc như sau. Kết thúc vòng tứ kết, kết quả chung cuộc như sau. Ở bảng tứ kết 1 của nữ, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu hòa 1-1 với đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ở bảng tứ kết 2 của nữ, đoàn Bình Dương thắng đoàn Lạng Sơn với kết quả 2-0. Bảng tứ kết 1 của nam, đoàn Hà Nội thắng tuyệt đối 3-0 với đoàn Nghệ An. Và bảng tứ kết 2 của nam, đoàn Bắc Ninh thắng 2-5 với đoàn Thanh Hóa. Bảng tứ kết 3 của nam Thành phố Hồ Chí Minh thắng 2-1 đoàn Bà Rịa Vũng Tàu. Bảng tứ kết 4 của nam đoàn Bình Định cũng thắng với kết quả 2-1 với đoàn Hải Phòng. Ông Nguyễn Huy Tiến, đại diện đoàn Hà Nội có những chia sẻ. Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào các vận động viên của tôi. Hai ngày thi đấu đầu tiên các vận động viên đã không phụ lòng mong đợi của ban huấn luyện. Nếu như vận động viên nào kiểm soát được game và thi đấu may mắn hơn một chút thì sẽ giành chiến thắng. Mọi điều nó có thể hoàn toàn có thể xảy ra. Trong chiều 30 tháng 11, các vận động viên bước vào vòng tứ kết. Kết quả cụ thể sẽ được golfnews.vn chia sẻ đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.